Người Việt Nam mình thường nói rằng ông đó chắc ông tu nhiều kiếp lắm rồi, phải không? Tu nhiều kiếp lắm, kiếp trước cũng tu dữ lắm á. Đại khái có huệ căn á, tức là người đã tu lâu rồi, có sự sáng suốt, ai cũng nói vậy hết á. Nhưng mà nghe nói người nào nói tu thành đạo rồi, cái nó làm gì có làm gì có tu thành đạo, làm gì mới tu để thành liền vậy sao biết người ta mới tu? Nhiều khi người ta tu lâu rồi, chứ không phải người Việt Nam mình thường nói chắc tu nhiều kiếp không. Nhiều khi còn nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời nữa. Nói thì nói cho nghe, chơi cho vui vậy, chứ còn không tin. Thành ra mình phải cẩn thận, mình nói cái gì thì mình phải hiểu cái đó, không hiểu thì phải ráng tìm cho hiểu, chứ cứ nói lo thì nó không hiểu gì chừng. Nó còn mất công nữa, mất công người ta phải nghe mình nghe những cái lời trống không của mình, rồi biến thành một cái tục lệ ai cũng nói. Nó tu nhiều đời rồi, tu nhiều kiếp rồi, rồi cứ nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nó tới nó lui cái nhiêu đó, rồi gì nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, cái gì cũng biết nói hết, nói nghe hay lắm, có về cái thơ hay lắm mà không hiểu gì chừng. Hoặc là không cần tìm hiểu là cái gì, chẳng những không tìm hiểu thôi mà người khác hiểu còn chê người ta nữa. Làm gì có tu nhất kiếp, mới tu sao tu thành liền vậy? Mà không phải mình hôm qua mình mở miệng mình nói tu nhất kiếp ngộ nhất thời sao? Rồi có người nói rằng đi theo sư phụ thì năm đời được giải thoát. Nói cái gì dữ vậy, ai tu nấy chứng thì sao năm đời được giải thoát? Mà tại sao Việt Nam mình cũng nói là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng nha, chín đời rồi đó nha. không tin. Mình một miệng mình thì nói câu này, mà rồi cái khác mình đã kích lại tự chính mình, thấy chưa? Cái con gậy ông đập lưng ông á. Rồi như vậy mà cứ cãi nhau hoài thôi. Tại sao? Tại vì tự mình không chứng đắc được những gì mình nói, tự mình không hiểu được những gì mình đã nghe, hoặc là mình đã lặp lại. Thành ra mình không thể tin được những cái gì người ta chứng đắc, hoặc là những gì người ta hiểu được. Chứ không phải không có người hiểu được, không có người chứng đắc. Nếu không có người hiểu được, không có người chứng đắc, làm gì có những câu nói đó? Ở đâu nó sinh ra? Mà tại sao mình tin rằng không có sự chứng đắc đó, không có những người hiểu được những câu nói đó, tại sao mình cũng lặp lại làm cái gì? Nếu nó là vô lý, nếu là một sự không thể có được, dẹp. Thấy chưa? Nói hoài biết rồi khổ lắm, nói mãi. Người Bắc là sẽ nói vậy đó. Còn nếu mà mình nghĩ rằng những chuyện đó có thể xảy ra thì mình phải từ từ nghiên cứu. Nếu nghe người nào mà thành đạo đó, hoặc là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, người nào có thể nhất kiếp ngộ nhất thời đó, mình để dành mình nghiên cứu không chừng có thiệt. Chứ không tại sao hôm qua nay mình cứ nghe người ta nói vậy hoài, tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhất nhân chứng đắc cửu huyền thắng, hoặc là quy y Phật pháp tăng, rồi không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bàn sanh, quy y không à, vậy thôi đó, chứ đường nó ăn chay gì hết trơn á. Có nhiều chùa còn viết thêm là phải ăn chay tháng 2 ngày. Thường thường sư phụ ít đọc báo, nhưng mà kỳ rồi cứ bị gửi tới mấy tờ báo thì sư phụ cũng đọc, nói rằng cái chùa nào đó muốn quy y á thì phải ăn chay 1 tháng 2 ngày. Vậy là hay lắm đó, ăn chay 1 tháng 2 ngày thôi mà không rớt địa ngục, quy y Phật, không đọa địa ngục, quy y pháp, không gì, không đọa ngạ quỷ, tức là không làm ngạ quỷ đói đó, ngạ quỷ là quỷ đói, quy y tăng rồi không sao, không làm sốt sanh. Tại sao quý vị không đi quy y liền? 1 tháng ăn chay có 2 ngày thôi, sư phụ đăng báo quảng cáo giùm cho mấy cái chùa đó. Chứ không phải mình làm người không muốn những cái sự đau khổ này sao? Thấy không? Mình ít nhất mình muốn trở lại làm người, phải không? Thì quý vị ăn chay giùm đi, 1 tháng 2 ngày thôi, chứ đâu có bao nhiêu đâu. Some of the benefits of a vegetarian diet: lower blood pressure, lower cholesterol levels, reduce type 2 diabetes, prevent stroke conditions, reverse atherosclerosis, reduce heart disease risk 50%, reduce heart surgery risk 80%, prevent many forms of cancer,
stronger immune system. Increased life expectancy up to 15 years. Higher IQ. Conserve up to 70% clean water. Save over 70% of the Amazonian rainforest from clearance for animal grazing. A solution for world hunger. Free up 3,433 billion hectares of land. Free up 760 million tons of grain every year, or half the world's grain supply. Consume two-thirds less fossil fuels than those used for meat production. Reduce pollution from untreated animal waste. Maintain cleaner air. Save 4.5 tons of emissions per U.S. household per year. Stop 80% of global warming. Plus more. Save your life. Be veg. Go green. Đã đi tu thì phải coi cái thân mình như vậy rất như đồ chùi chân cho thiên hạ chùi cho nó sạch sẽ, như cái tấm đá mài dao để cho họ mài dũa cho cái dao của họ bén. Càng mài thì cái thân thể mình nó càng mòn lụn xuống. Cái chuyện đó là chuyện thường, vậy mới kêu đi tu xuất gia. Xuất gia là xuất khỏi tam giới nữa, xuất ra khỏi những cái sự tham luyến, sân si, thù hận. Chứ còn xuất gia đâu phải bỏ từ cái nhà này đi vô cái nhà kia đó, cái chùa thì cũng là cái nhà chứ gì đâu. Nhà còn đẹp hơn nhà của mình nữa. Vô đó ở sạch sẽ hơn. Không có con cái rồi lu bu, không có nợ nần, không có mấy cái bill này bill kia, không có telephone bill, không có electricity bill, không có water bill, không có đủ thứ lộn xộn á. Vô cái nhà đó ở còn sướng hơn ở nhà mình. Như vậy không phải là xuất gia. Xuất gia là một người phải hoàn toàn hy sinh hết tất cả những cái danh dự, những cái danh vọng, những cái gì mình có để mà phục vụ cho người khác, nhưng mà không bao giờ chờ đợi cái sự báo đáp hết. Như vậy mới kêu xuất gia. Đó đi tu mà còn muốn giữ này kia, rồi còn muốn người ta trọng vọng mình, đó là ham danh lợi, đâu phải người xả bỏ đâu. Nên tu hành nó có nhiều cách, nhiều khi nó bận gáo lên rồi tưởng đâu mình muốn đi tu, thật tâm mình không muốn, rồi cái đời tu mình nó trắc trở, rồi hỏi tại sao. Hỏi mình chứ hỏi ai. Cho nên trời đất rất là công bằng, mình tu cái gì được cái nấy. Nếu mình tu không được, mình tu chưa thành Phật, có lẽ mình tu không đúng thôi. Mình xuất gia không được, tại vì mình không có cái quan niệm xuất gia chính đáng, hoặc là mình không có sự thành tâm xuất gia thôi. Chứ đừng nói rằng tại sao người ta lại tu được, tôi tu không được, sao anh tu được. Mỗi người khác nhau chứ. Có người làm giàu được, thấy chứ, người làm thành tỷ phú, mà có người làm cũng y một công việc đó mà tán gia bại sản. Làm sao mình biết được. Cho nên mình phải tin rằng tu hành có người chứng đắc, chứ không phải không. Nhưng mà cũng có người không chứng đắc. Cái chuyện nó thường lắm, cũng như đi thi có người rớt người đậu thôi. Chứ không có gì là lạ hết. Cũng đừng nên thắc mắc và làm cản trở cái niềm tin của mình, làm mất đi một cái cơ hội quý báu để mà mình theo gương người đó mình học để mình thành. Đấy, cái học Phật mà thì phải thành Phật chứ, cũng như học bác sĩ thành bác sĩ á, sao không thành được. Cho nên những người nào thí dụ như đi theo một cái pháp môn nào đó, hoặc là gặp ông thầy dở, hoặc là pháp môn dở rồi tu không xong á, đừng trách ông thầy đó. Có lẽ tại mình lúc đó mình chưa đủ thành tâm, mình chưa đủ căn duyên, mình chưa đủ cái sự hiểu biết một vị minh sư là như thế nào. Cái quan niệm của mình kỳ vọng một vị minh sư là như thế này, như thế nọ, như thế kia, thì mình sẽ gặp cái vị minh sư như thế này, như thế nọ, như thế đó. Nếu mà một khi nào đó mình xả bỏ tất cả những quan niệm sai lầm, những quan niệm cũ kỹ, mình bỏ hết, mình lại trời lại Phật, có ông thầy nào mà hay đó gửi tới cửa cho mình. Con không cần biết ông đó ổng như thế nào, bà đó như thế nào, mặt mũi ra làm sao, con gái nhà ai ăn bận như thế nào, miễn đúng là minh sư thì xin trời Phật gửi tới cửa nhà con, hoặc làm cho con biết được. Cái lúc đó thế nào mình cũng gặp minh sư thứ thiệt. Còn cái khi mà mình còn ngồi đó mình kỳ vọng là gặp một ông minh sư như thế này, như thế nọ, như thế kia đó, thì trời sẽ sống, sẽ gửi tới một ông như thế kia, như thế nọ, như thế này, hiểu chưa? Tại hằng thuận chúng sanh mà. Chứ nếu không thì cái cõi ta bà này nó đã biến thành một cõi khác rồi, nó không có lộn xộn như bây giờ. Tại sao thế gian này có sự khổ, có sự vui?
Rồi bởi vì chúng sanh mỗi người có ý muốn họ khác nhau. Và cái sự làm việc của họ khác nhau.